Hello, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Trên tay mình lại còn iPhone 6s. Thì tool 67 cà phê Rancor nó đã update nha anh em. Thì thêm chức năng là Zavac rồi Active. Thì những con mà từ 6s ta Flip mà OS 15 á, thì ra rack bình thường nha anh em. Ra rack rồi Active chơi game. Rồi, thì mình sẽ test tool này nha anh em. Rồi, đầu tiên thì anh em tải cái tool về. Thì cái tool và cái cho run nằm ở dưới video này nha anh em. Rồi, anh em tải hai cái này về. Đầu tiên thì chúng ta cần phải rao rack giải nén ra nha anh em. Rồi, đây là rao rack này. Anh em mở tool lên và rao rack như bình thường thôi. Rồi anh em ấn start để như bình thường, như nói chung là như giao rack bình thường nha anh em. Tool này nó fix lỗi ok hơn những cái tool gần khác. Rồi. Này là giao diện của bao tool, như bản bao tool này nó mới update này. Rồi nó cũng chạy lên như giao rack ở iOS nhỏ, giao rack đo nha anh em. Rồi, như vậy thì nó báo Z rồi nha nè. Sau khi khởi động thì nó báo Z rồi nè. Rồi, như vậy là giao rack ok. Rồi nên mở tool lên. Sau khi mình giao rack xong thì nó báo là nó chết kết nối RH ok nè. Anh em muốn bypass hello thì nên bấm vào bypass hello screen này. Rồi, tool nó sẽ tự động bị bắt hello. Rồi, như vậy thì đã bị bắt vô ok rồi nha anh em. Cái này thì chỉ là bị bắt chơi game thôi. Rồi, như vậy thì cái ok. Em có thể bấm vào bên này để đích update nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành và giao rack thêm cái con iPhone 7 Plus thử xem sao nha anh em. Sau đó còn iPhone 7 Plus. Nói chung máy mà ra rack được thì chúng ta phải vào được bên trong nha anh em. Bảo tool này giao diện khá mới lạ. Rồi tiến hành ra rack nha.
chưa lên, vẫn còn nâu nha anh em. Vẫn còn nâu thì anh em cần phải sao rất là một lần đó. Nó hiện bên nâu này. Nó báo chưa được để mình rút và mình kém lại. À, thực chất là nó đã sao rất ok rồi nha anh em. Nhưng mà mình rút mình kém lại, mình rút mình kém lại thì chỗ này nó mới hiện lên. À, như vậy thì cái con iPhone 7 Plus này đã sao rất ok rồi. Nếu anh em thấy hay thì like, subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất nha. Tạm biệt tất cả các anh em.